13, 12 đúng không? Đá bò vẫn còn bán không? Thôi, nay là 12 rồi, 12 tháng 7 rồi. 4-5 ngày rồi ha. Giãn cách là 4-5 ngày rồi. À, đường Nguyễn Huy Khanh. Tình hình sáng nay là tôi đã qua luôn. Ngoài đường là không, gần là không thấy xe chạy. Giờ đi mua một ít thực phẩm cần thiết. Giờ là cũng 8 giờ sáng rồi. Ngã 5, 1, 2, 3, 4, 5 Trần Quang Khải luôn. Giờ đi xuống rút tiền về cơm ban. Đây đúng Trần Quang Khải. 5 ngày giãn cách. Bây giờ là hai bên đường là chỉ còn có tạp hóa, ngân hàng. Ở đây nó không lẽ không làm việc thôi. Ngân hàng ha, tôi giờ còn tập hóa ngân hàng nữa. Cuối đường tôi thăm với Việt Công Ban này nha. Đây, đường phố Hai Bà Trưng. Khu này là hai bên là thuốc tây không đây. Dưới còn là tạp hóa, thuốc tây, có ngoài cây cây. Thuốc tây không? Đường này bây giờ là đặt đâu rồi, thuốc tây không? Được có một cái cửa hàng bán rau, gần như là cả tuần nay là không mua được rau nên là bây giờ là có cái hàng bán rau là tấp vô mua liền. Đây. Muốn không đâu, muốn à. Thấy chuột ai nhìn đó một đồ bộ lên trang trang to,
tôi bán rau muống, trái cây, cà tím, cà pháo. Có trái dưa gì dài dữ nè. Bí hả? À, dài dữ hả? Mất cả luôn. Thực phẩm Hà Nội. Tiền không có tiền thối luôn. Thôi lên. Mừng rồi hả? Rồi bây giờ đi ra Nam Kỳ Khởi Nghĩa để tìm coi có cái gì rau cải mà rẻ không. Đây thấy được một cửa hàng rau bằng quá nhào vô mua mà 25.000 bó. À, gà là 800.000 ký. Đặc biệt cà pháo là 100.000 đồng ký. 1 ký thằng kia nó mua có 10.000 là nó phải mua tới 100.000 lận. Có nghĩa là rất là đắt đỏ thời điểm hiện nay. Bây giờ có mua về để dành cũng không dám mua. Mua bao nhiêu ăn bao nhiêu thôi. Ta nhận vẫn được, đứng còn hẻm đưa vô vẫn được chứ không đến nỗi tệ đâu. Rồi, đường thanh thang luôn.
điều kiện khác ở đây. Hỏi giấy tờ thấy không? Đó. Từ đây mà đi qua phía bên quận nhất mà đi qua Phú Nhuận là có chốt kiểm soát. Có đem giấy không? Em á. Nhưng mà đi cái đường thì người ta hỏi có đem không? Có đem chứng minh không? Để thấy cái hẻm là nó bị gần nhau quá đó, đưa ly đó rồi. Cái nhà phố là đảo khu vực dân cư hẻm chính chung cư hẻm. Mấy cái khu vực Ngô Gia Nguyễn Huy Tự, khu vực Nguyễn Huy Tự, khu vực chợ Đa Cao, Bồ Câu, Nguyễn Giai. Khu đường Đinh Tiên Hoàng hướng ra phía đài truyền hình. Buổi sáng. Đây là một cái siêu thị Sacha Food. Mọi người đang xếp hàng đứng chờ mua thực phẩm. Bò là phơi phới luôn. Đây còn quay thịt bò nè. Cửa hàng thịt bò 182 hết thịt chiều nghỉ. Thịt bò là thoải mái luôn.